Đây là hòn đảo thần bí nhất trên thế giới, chưa từng có người văn minh nào đến đây bao giờ. Không ngờ một đoàn làm phim thám hiểm lại vô tình tìm thấy được. Xung quanh hòn đảo chỉ toàn là sương mù dày đặc và những bức tường đá, khiến con tàu sắt liên tục bị sóng đánh va phải các tảng đá ngầm, dẫn tới vỏ sắt của tàu thủng lỗ chỗ. Trong khi các công nhân còn đang vất vả vá lại vỏ tàu, thì đạo diễn và đoàn làm phim đã hào hứng lao lên để quay những cảnh đẹp, mà không biết rằng hôm nay sẽ ngày siêu kinh hoàng. Khoảnh khắc đầu tiên họ bước chân lên hòn đảo cũng là lúc họ toát mồ hôi lạnh, vì nơi toàn là sọ người chất đống khắp nơi, có thể là nạn nhân của một trò hiến tế hoặc ăn thịt người trên hòn đảo. Nhưng khung cảnh quá hùng vĩ nên cả nhóm vẫn tiếp tục tiến vào sâu hơn. Quả nhiên là trên đảo này có một nền văn minh nào đó. Phía trước mặt là vài cái xác người khô và những con cá phơi khô bên cạnh, khiến mọi người bắt đầu cảm thấy lo sợ bồi hồi. Đúng lúc này đạo diễn thấy một cô bé thổ dân đứng cách đó không xa, mà cô bé luôn nhìn ông với ánh mắt chằm chằm giơ tay xua đuổi. Đạo diễn cố gắng thân thiện lấy một thanh sô cô la cho cô bé. Không ngờ cô bé lại đột nhiên tấn công vị đạo diễn này, khó khăn lắm mới thoát ra được thì lại thấy bên cạnh còn nhiều thổ dân hơn. Và bất ngờ người bên cạnh cô gái đã bị một mũi giáo xuyên ngực. Đó là những thổ dân trên đảo ra đây bắt người, nhanh chóng họ lao đến tấn công. Một người đã bị bọn chúng khống chế, rồi cầm chiếc gậy sói đánh chết tại chỗ. Chính vào lúc này cả nhóm cho rằng mình chết chắc rồi, vì bọn chúng đang lôi từng người ra để hạ sát. Đúng vào lúc nguy cấp thì thuyền trưởng đã quay trở lại, kịp thời xuất ra đúng vào giây cuối cùng. Dưới đàn mưa đạn đã làm đám rơi lại một chiếc vòng cổ. Nam chính rách nhìn thấy sợi dây, một dự cảm kỳ lạ lập tức nảy ra trong đầu. Anh mau chóng đi tìm nữ chính nhưng đã không kịp. Khoảng thời gian tiếp xúc trên thuyền, viên kịch rách đã sớm yêu người con gái tên này. Sau khi xác nhận cô gái đã bị bắt cóc, anh vội vàng xin thuyền trưởng dừng con tàu lại. Phía bên này Darrow đã bị thổ dân mang ra chuẩn bị hiến tế. Họ cùng nhảy những điệu như kiểu phê cần. Nam chính quyết liệt cùng đoàn lính lấy hết vũ khí, quyết quay lại hòn đảo cứu người mình yêu. Mà phía bên này cô gái đã bị thổ dân trói trên cao, dường như đây là lễ đài để dâng lên cho một con quái vật nào đó. Cuối cùng đã bị họ đưa sang phía bên kia vực thẳm. Và rồi đột nhiên phía trước một con quái thú khổng lồ đang lao tới. Đó chính là khỉ đột kinh công trong truyền thuyết ngày xưa, mà người dân trên đảo coi nó là vị thần nên phải dâng tế con người. Đúng lúc này quân lính trên tàu đã lao tới, khiến thổ dân sợ hãi bỏ chạy. Nhưng kinh công đã kịp thời tóm gọn Darrow, mà duy nhất chỉ có vị đạo diễn là nhìn thấy nó. Kinh công cũng nhanh chóng cầm theo cô gái bỏ chạy vào rừng. Biết rằng đi thêm thì khó mà sống sót, nhưng cả đoàn người vẫn mạo hiểm tiến lên. Trước mắt là một khu rừng rậm nguyên thủy, đột nhiên một chú khủng long xông ra tấn công mọi người, nhanh chóng đã khiến nhiều người bỏ mạng. Anh đạo diễn nằm ngay dưới bụng nhưng may mắn không bị nó dẫm nát. Đúng lúc nguy cấp nhất thì anh da đen kịp thời ra tay, xả súng liên tục giết chết con khủng long cứu lấy mọi người. Vừa trải qua cái chết nhưng anh đạo diễn vẫn muốn quay những thước phim lạ nhất. Ở cảnh khác kinh công sung sướng vì bắt được gái đẹp, nó cứ làm cái động tác trông y như là đang sóc cái lọ tương cà, khiến Darrow hét lên sợ hãi. Hơn nữa phía dưới còn có rất nhiều xác chết cũng đeo vòng cổ như cô. Rất nhanh trí Darrow cầm cái que chọc vào tay khiến kinh công phải thả, rồi mau chóng bỏ chạy thục mạng nhưng cũng không thoát khỏi tay nó. Đám người nam chính cũng đã đuổi tới nơi. Kinh công thấy vậy liền mang theo Darrow bỏ chạy sâu vào trong rừng. Sáng hôm sau mọi người tìm đến nơi, chỉ còn thấy những bộ xương của những người bị hiến tế. Khi nhìn xuống vết chân mà quái vật để lại, biết cơ hội sống sót khi gặp nó gần như bằng không. Mọi người muốn quay lại nhưng không thấy đạo diễn, bởi niềm đam mê đã khiến anh vác máy vào bên trong để quay phim rồi. Quả nhiên là một khung cảnh tráng lệ. Đó là các loài khủng long đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước. Rồi đột nhiên thứ gì đó khiến đám khủng long này hoảng loạn. Anh kia đã bỏ chạy mà đạo diễn vẫn cố quay thêm. Mọi người bên này cũng đã thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, biết là không hay nên tất cả mọi người bỏ chạy tụt quần. Mà tên đạo diễn lúc này vì mải quay phim nên bị tụt lại, nhiều người trong đoàn không may cũng bị dẫm nát. Thì ra là do đám khủng long bạo chúa đang săn mồi. Bọn chúng tuy bé nhưng lại hung dữ, chạy xen kẽ giữa những bước chân này đã khó, mà con giáp tơ lại chỉ trực muốn đớp vào mông. Chạy mãi thì mọi người ra đến bờ vực, do khối lượng quá nặng khiến bờ đá sạt lở rơi xuống. Chả hiểu nổi như này thì sống làm sao, khi một con ngã lăn khiến hàng trăm tấn thịt rơi xuống, rồi những con phía sau cũng vấp phải mà ngã lộn nhào, rồi lại đúng là phải hàng ngàn tấn thịt chặn đường. Mọi người mau chóng leo lên vách đá để tránh lũ khủng long ăn thịt, mà đám kia nó cũng đã trèo tới nơi, lôi tuột ngay đi ông lão quay phim lương thiện. Cả nhóm vừa thoát chết ngồi nghỉ bên bờ hồ nước, bốn người trong nhóm đã phải hy sinh. Anh chàng Peter sợ chết nên không muốn đi cứu cô gái nữa, cùng mấy người nữa đi chuyển về thuyền. Nhưng anh đạo diễn vẫn muốn tiến lên để quay nốt cảnh phim còn lại. Nam chính cũng muốn đi cứu người yêu, nên bây giờ mọi người tách làm hai hướng. Phía bên này kinh công đã đưa Darrow về hang, mà cô gái tranh thủ nó lơ đãng từ từ bỏ trốn khỏi nó. Tiếc rằng chưa được bao xa thì nó chặn đường. Kinh công tỏ vẻ ra chuyện đừng có mà bỏ chạy lần nữa, không là tao ăn tươi nuốt sống đó nha. Dường như cô gái cũng hiểu ra chuyện, cô làm ra vẻ đang múa cho nó xem. Không ngờ con vợ nhìn thấy lại tỏ vẻ sung sướng. Bây giờ nó đã coi Darrow như một món đồ chơi. Nó hết lần này đến lần khác dùng tay đẩy ngã Darrow, rồi cười lên như đười ươi sóc lọ. Cuối cùng cô gái không chịu nổi nữa đánh nó vào tay. Kinh công dường như bị thái độ bất hợp tác làm nó tức giận, lạnh lùng giận dỗi quay người bỏ đi nơi khác. Nhân lúc này cô gái nhanh chân tháo chạy. Phía bên này nam chính và mọi người đã kết bè để bơi qua sông. Không ngờ rằng ở dưới sông rất nhiều thủy quái,
toàn những con đầu rết đuôi bọ cạp lao lên tấn công. Ấy thế mà đột nhiên chúng lại tháo chạy, bởi vì có thứ còn đáng sợ hơn đang tiến đến, khiến mọi người vô cùng hoang mang. Quả nhiên dưới lòng hồ đột nhiên có một bóng hình lao đến với tốc độ bàn thờ, khiến con thuyền lập tức bị con quái vật khổng lồ lật đổ. Nam chính đang đeo bình đạn nên bị kéo chìm xuống dưới, mà con quái vật thì đang quay lại. Anh bạn ngoi lên sớm đã bị quái vật hồ lóc lách này đớp luôn. Nam chính phải cố nhịn thở kịp chạy vào đám rễ cây mới tránh được. Những người không may vừa rơi xuống nước lập tức trở thành mối gỏi tươi sống của quái vật này. Anh đạo diễn rút súng ra bắn trả con thủy quái, khiến chiếc bè tan rã như cục thức ngâm lâu ngày. Cả đám người tất cả bị rơi xuống nước, mà quái vật há miệng lao tới điên cuồng. Một lần nữa anh đạo diễn xả súng khiến chặn đường kịp thời cho mọi người leo lên, rồi rút luôn máy quay phim ra để quay tiếp. Và cảnh người đàn ông bị ăn thịt khiến ông ta sung sướng vô cùng. Cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình chết chóc, cuối cùng cũng thấy hang động của King Kong. Anh da đen liều mình xông tới cửa hang thám thính, thấy tiếng động nên anh căng thẳng xả súng loạn xạ cho mọi người rút về. Không ngờ làn mưa đạn đã kích động King Kong, nó lao ra tóm gọn lấy anh da đen tội nghiệp. Hình như nó không làm gì cả mà chỉ muốn cảnh cáo, nhưng anh da đen không hiểu chuyện rút súng ngắn ra liền bị nó ném đi. Dường như súng đạn thông thường không hề có sức uy hiếp với nó. Còn anh đạo diễn thì vẫn cứ tranh thủ cơ hội quay phim, nhưng King Kong đã không cho mọi người kịp chạy thoát. Nó nhẹ nhàng nhấc bổng thân cây xoay vòng, lắc lư vài cái rồi ném cả đám cùng với gốc cây xuống vực. May mà đám dây leo và bùn nhão khiến họ tiếp đất an toàn. Nữ chính Daryl nghe thấy tiếng mọi người liền chạy tới, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người. Một con thằn lằn tắc kè cá sấu khổng lồ đang ăn thịt trước mắt. Tô từ lùi bước về sau tránh nó nhận ra, không ngờ đằng sau đã là một đôi mắt đắm đuối. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết rằng 36 kế chuồn là thượng sách, cô lao vội vào một gốc cây mục mà con quái vật cứ đòi lao vào vét máng. Thế rồi đột nhiên con quái vật bị cái gì đó kéo thụt lại, con còn lại cũng sợ hãi bỏ chạy luôn. Phía bên trong gốc cây mục thì một con rết to tổ bố tiếp cận, khiến nữ chính phải chạy ra ngoài. Kết quả phải đối mặt với khủng long bạo chúa. Hắn nhìn thấy cô gái có vẻ thơm ngon hơn, liền đuổi theo trong khi thịt còn ngậm đầy mồm. Nữ chính vì ngon quá đúng là cái tội, tất cả các loài quái vật có chim cũng đều muốn chén. Daryl chỉ còn cách bỏ chạy tụt hết cả quần, nằm nép mình xuống một thân cây ẩn náu, cứ nghĩ rằng sẽ thoát được cửa ải này. Không ngờ rằng chỗ cô đang nằm lại là một con hàng khác, mà cô gái lại chả biết gì. Mùi ngon tới miệng con nào chả đớp, không ăn được nó hất tung cô gái lên. Vào giây phút quan trọng, King Kong kịp thời ứng cứu, dùng một tay đỡ lấy Daryl, tay còn lại giao chiến kịch liệt để bảo vệ cô gái. Dùng một tay giao chiến với đối thủ đã khó, mà lúc này lại thêm một con nữa lao đến tấn công. King Kong chỉ kịp cho nó cắn để bảo vệ bạn gái. Đây là cảnh phim được yêu thích nhất của bộ phim này. King Kong chỉ dùng một tay tấn công ba con khủng long bảo chúa, làm tất cả để bảo vệ người thương, nhưng cái giá phải trả cũng là những phát cắn thấu xương thấu thịt. Bật mí thêm rằng bộ phim này được quay tại một hòn đảo có thật ngoài khơi Thái Lan. Tất nhiên King Kong cũng không phải dạng vừa, một tay lôi được con khủng long ném xuống bờ vực. Ai ngờ con khủng long này sống chết vẫn cắn chặt vào chân của King Kong, kéo thụt cả King Kong rơi xuống dưới. May mà anh chỉ kịp thời bám được vào dây leo, chứ không cũng lên bàn thờ gặp tổ tiên rồi. Phía bên cạnh Daryl rơi vào tình huống khốn nạn, con khủng long cứ lấy đà lao đến đớp cô, từng nhịp nhấp nhô muốn ăn tới nước sống. May mà King Kong kịp thời lao tới giúp Daryl, khiến cô gái rơi xuống mõm một con bên dưới. Cú đớp mạnh khiến cả hai rơi xuống đầm lầy, lại thành ra cô gái rơi vào tình huống nguy hiểm. Đúng lúc nguy cấp thì người anh hùng King Kong xuất hiện, như muốn khẳng định cô gái này chính là của tao. Mày tuổi lòi mà đòi ăn của bố. King Kong lúc này trước mặt người đẹp sức khỏe tăng cao, bẻ mồm khủng long hết sức nhẹ nhàng. Giờ tao cho mày đớp tức ở dưới suối vàng luôn nhé. Anh khỉ đột ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối. Sau lần vào sinh ra tử này, mối quan hệ giữa Daryl và cô gái đã trở nên hết sức hòa hợp. Nhưng phía bên này đoàn người của Jack lại không hề may mắn như thế. Nhiều người đã phải hy sinh khi rơi phải đá cuội. Còn cuộn phim tâm huyết của anh đạo diễn cũng vỡ tan tành. Vài người còn sống nghĩ rằng gặp đại nạn không chết là phúc, nhưng những con quái vật dưới này khiến mọi người nghĩ rằng thà chết còn hơn. Nó giống như những con giun thích ăn thịt người, cùng những con dế điên cuồng lao lên tấn công. Một người đã nhanh chóng bỏ mạng bởi con gì đó. Người chú đẹp trai cũng bị đám giun nuốt gọn cái đầu. Đúng lúc nhóm người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cậu thanh niên trẻ tìm được khẩu súng xà đạn cứu ba người. Nhưng phía trước lại là đám yêu tinh nhện tiến tới. Đột nhiên những tiếng súng mang lại hy vọng cho mọi người. Anh chàng nhát chết lúc trước đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi, kịp thời cứu thoát ba người vào giây phút nguy hiểm. Phía bên này King Kong cũng đã đưa cô nàng về hang. Daryl chân thành cảm ơn vì đã cứu mạng. King Kong bây giờ như đã thay đổi hoàn toàn, yêu chiều nữ chính hơn cả người yêu. Nhóm người sau quá nhiều tình huống thoát chết, mọi người quyết định rút lui hết cả. Chỉ còn một mình nam chính Jack cương quyết xông lên cứu lấy Daryl. Và lúc này đạo diễn cũng có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Nếu Jack thực sự có thể cứu được cô gái, thì chắc chắn King Kong sẽ đuổi theo ra. Lúc đó họ chỉ cần lắp một cái bẫy là có thể bắt được nó rồi. Nó sẽ trở thành một chiến tích kinh điển, từ đó sẽ bán vé tham quan thu hàng đống tiền. Có lẽ số tiền kiếm được sẽ không thể nào kể xiết. Sau khi nghe những lời cám dỗ của đồng tiền, không một ai lại có thể từ chối. Đến khi trời tối thì Jack đã tiến đến gần chỗ King Kong, tranh thủ lúc nó ngủ say thì đánh thức nữ chính dậy. Ấy thế mà King Kong vẫn tỉnh dậy kịp thời. Rất may lúc này có đám rơi khổng lồ lao ra cắn anh khỉ đột, khiến hai người có cơ hội chạy thoát.
Nhưng chưa tưởng rơi xuống thì một con rơi đã cắp hai người bay đi. Rất may nam chính và cô bạn kịp thời rơi xuống nước. Rất nhanh Jack đã cứu được Daryl ra tới cái cầu. Đạo diễn chưa muốn hạ cầu vì chờ cho kinh công tới. Đến lúc nghe thấy súng kinh công thì mới hạ cầu. Quả nhiên kinh công sôi máu một cú nhảy qua luôn bờ vực. Thế là dính vào cái bẫy mà thuyền trưởng cùng đạo diễn sắp xếp. Kinh công bị mọi người khống chế và ném thuốc mê. Nhìn cảnh kinh công yêu quý lâm nguy khiến cô gái tức giận ngăn cản. Kinh công thấy vậy như được tiếp thêm sức mạnh vùng lên, phá vỡ sự khống chế của con người, bắt đầu tấn công mãnh liệt khiến mọi người mau chóng bỏ chạy lên thuyền rời bến. Kinh công tức tốc đuổi theo ném vỡ một con thuyền, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Daryl thì động tác của kinh công mới từ từ chậm lại. Nhân cơ hội này đạo diễn tranh thủ đánh lén kinh công, ném thẳng thuốc mê vào khuôn mặt khả ái. Lượng thuốc mê quá lớn khiến kinh công đổ gục, chỉ kịp giơ bàn tay như muốn xin lỗi nữ chính của chúng ta. Quả nhiên con người còn độc ác hơn cả quái vật, mà tên đạo diễn đã thực sự đưa kinh công lên sàn diễn. Người đến tham quan mỗi ngày đều lườm lượt không ngớt, nhanh chóng đã kiếm được số tiền khổng lồ. Mà kinh công thì ngày càng buồn rầu nhiều hơn, ánh mắt như vô hồn nhìn xuống những con người đang cười đùa thích thú. Nó dường như mất đi ý chí muốn tự do của mình. Đạo diễn muốn tăng thêm phấn khích thì đưa một cô gái lên. Nhìn dáng của cô gái thật giống người mà kinh công yêu quý. Nhưng khoảnh khắc mà cô gái ngẩng mặt lên đã khiến kinh công tức giận. Đây có phải người tao yêu mèo đâu. Kinh công lên cơn điên phá bỏ xiềng xích. Mọi người bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy tụt hết quần xì. Kinh công thoát khỏi chạy ra ngoài phố phường lạ lẫm, chỉ có thể phá khách để giải tỏa tinh thần đang rất bất an. Nó bắt từng người lên xe mặt để tìm bạn gái, cho đến khi nhìn thấy Jack là người đã đưa Daryl đi. Kinh công lập tức đuổi theo như đó là hy vọng cuối, khiến thành phố trong phút chốc đã rơi vào hỗn loạn. Chính vào lúc này kinh công dường như ngửi được mùi gì đó, một bóng dáng và mùi hương của da thịt cô gái thơm không thể chịu được. Khoảnh khắc này dường như đã làm tan chảy mọi con chim yếu mềm, người đàn ông cứng rắn nhất cũng không thể nào chịu được. Kinh công lập tức đưa bạn gái vào công viên chơi đùa. Nó say sưa vui sướng như một đứa trẻ đi chơi công viên. Khung cảnh đang yên bình thì cảnh sát tiến đến tập kích. Kinh công vội bỏ chạy, đưa Daryl chạy trên nóc các tòa nhà, rồi cứ thế đưa nàng lên đỉnh. Đây là nơi mà nó nghĩ là sẽ an toàn cho cô. Nhưng loài người thì không nghĩ như vậy. Nhanh chóng 6 chiếc phi cơ lao đến tấn công. Điên cuồng xả đạn khiến kinh công đau đớn. Chỉ được trèo lên đỉnh tháp vỗ ngực chứng tỏ sự kiêu hãnh vốn có của kẻ thống lĩnh rừng xanh. Cho dù có phải chết cũng không bao giờ khuất phục. Nó lấy hết thân mình để che chắn đạn cho người nó thương. Để rồi cuối cùng nó cũng không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể nhìn Daryl bám trên tay mình bật khóc nức nở. Rồi kinh công từ từ thả cánh tay ra, thả mình rơi xuống như chút tự do cuối cùng. Vì Daryl, kinh công có thể làm tất cả, thậm chí để tất cả con người hủy diệt đi bản thân mình. Tình yêu của nó thực sự rất đơn thuần và trong sáng. Đó là thứ mà con người cần phải học theo. Nếu các bạn muốn thì mình tiếp tục review phần 2 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.